Mỗi dịp lễ hội Thành Tuyên lại có hàng nghìn lượt du khách gần xa đến với Tuyên Quang. Tại thành phố Tuyên Quang, nơi tập trung lượng lớn du khách đổ về, các đơn vị chức năng, cơ sở lưu trú đã chú trọng công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng cháy. Từ khi đi vào hoạt động vài năm nay, cơ sở lưu trú này luôn làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy. Chủ cơ sở đã tự trang bị, lắp đặt hệ thống máy bơm chữa cháy tự động trị giá trên 500 triệu đồng. Hệ thống hiện đại được gia đình duy tu bảo dưỡng thường xuyên nhằm đảm bảo hoạt động tốt khi có tình huống xảy ra. Đối với cơ sở nhà tôi thì kinh doanh lưu trú tôi trên địa bàn Tuyên Quang này, thì từ khi xây cái nhà này xong có hệ thống phòng cháy chữa cháy này rồi thì gia đình thì yên tâm rất là nhiều. Tháng nào cũng phải bảo dưỡng, hướng dẫn con cái bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy một cách rất là có chu kỳ, định kỳ của nó. Thành phố Tuyên Quang là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh. Mỗi dịp lễ hội, hàng vạn du khách đến với Tuyên Quang để trải nghiệm Trung thu tuyệt vời tại đây. Để đảm bảo các điều kiện ăn ngủ tốt nhất cho du khách gần xa, các khách sạn, cơ sở lưu trú chú trọng làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng cháy. Thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước, địa phương và cơ quan chức năng về phòng chống cháy nổ. Thường xuyên kiểm tra hệ thống phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn và chủ động về phòng cháy chữa cháy. Các cơ sở cũng phối hợp tích cực với các cơ quan chức năng tập huấn kỹ thuật sử dụng phương tiện phòng cháy chữa cháy tại chỗ cho cán bộ, nhân viên, xây dựng kế hoạch, phương án phòng cháy chữa cháy, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ. Không riêng gì đối với lễ hội Thành Tuyên thì năm 2024 thì khách sạn chúng tôi luôn luôn có tiêu chí là đảm bảo về phòng cháy chữa cháy này, đảm bảo về công tác an ninh trật tự một cách tốt nhất để phục vụ khách lưu trú khi đến với khách sạn chúng tôi nói riêng cũng như là đến với tỉnh Tuyên Quang nói chung ạ. Khách sạn thường xuyên tập huấn cho cán bộ công nhân viên cũng như kết hợp với lại cơ quan công an phòng cháy chữa cháy tiến hành công tác tập huấn diễn tập định kỳ. Và cho tới thời điểm hiện tại thì khách sạn chúng tôi luôn luôn được đánh giá là một đơn vị có hệ thống phòng cháy chữa cháy cũng như là cán bộ công nhân viên có trình độ được tập huấn trong công tác phòng cháy chữa cháy cũng như cứu nạn cứu hộ một cách tốt nhất. Đảm bảo an toàn phòng cháy luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu được các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố Tuyên Quang quan tâm, triển khai với những giải pháp phù hợp mang đến sự an tâm cho du khách khi đến du lịch tại Thành Tuyên.